Bạn này là gần 40 tuổi, là cộng đồng LGBT. Giờ thì bạn muốn có một đứa con, thì bạn có giấy độc thân, muốn làm mẹ đơn thân, và bạn đã có mẫu tinh trùng hiến vào trong bệnh viện. Và hiện tại sau 3 tháng kiểm tra, mẫu thỏa điều kiện và người hiến vào mẫu trong bệnh viện cũng không có các bệnh lý di truyền hoặc là các bệnh lý lây truyền. Do đó là bệnh viện đã xuất ra cho bạn mẫu tinh trùng hiến từ ngân hàng tinh trùng. Thì hôm nay là bác sĩ Nhật sẽ lấy trứng cho bạn để có thể tạo phôi từ ngân hàng tinh trùng. Các bạn thấy đây là đầu giờ siêu âm và cơ kim dọc theo cái chân đế tới ngay buồng trứng để chúng ta có thể hút trứng. Và kim này sẽ được nối với hệ thống để mà có thể hút trứng vào trong ống, và ống này sẽ được qua phòng labo để kiểm tra lấy noãn ở trong cái dịch nang. Chúng ta thấy là sau khi bác sĩ Nhật sử dụng thuốc để kích thích noãn thì trứng phát triển rất tốt. AMH của bạn khá là thấp, tuy nhiên với phác đồ mới thì bác sĩ Nhật đã kích noãn cho bạn rất là tốt. Bây giờ kim sẽ đi vào ngay chính giữa noãn để mà chúng ta có thể lấy được dịch nang. Các bạn thấy rất là nhẹ nhàng. Rồi khi mà bác Nhật hút thì nang sẽ xẹp dần, các bạn thấy trên màn hình đấy. Rồi hết nang này thì chúng ta lại di chuyển qua nang khác, chúng ta tránh làm tổn thương nang, các bạn thấy đó.